Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết việc quy định nguyên tắc tiêu chí định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng ngân sách địa phương nhằm bảo đảm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 công khai, minh bạch, đúng đối tượng, đúng quy định của pháp luật, trọng tâm trọng điểm và bền vững. Trong đó ưu tiên nguồn lực cho các xã, các huyện chưa đạt chuẩn nông thôn mới, nhất là các xã an toàn khu, xã đạt dưới 15 tiêu chí, hỗ trợ các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới đã đạt chuẩn nhưng chỉ tiêu vẫn còn thấp để nâng cao chất lượng các tiêu chí và đảm bảo tính bền vững. Ưu tiên hỗ trợ cho các địa phương thuộc các vùng khó khăn, miền núi, Tây Nguyên, các địa phương có tỷ lệ nhận hỗ trợ từ ngân sách trung ương trên 60%, làm cơ sở cho các địa phương xây dựng kế hoạch thực hiện phân bổ và kiểm tra giám sát việc sử dụng vốn trung hạn hàng năm trong giai đoạn 2021-2025. Về nguyên tắc phân bổ vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025, các nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách trung ương bao gồm vốn đầu tư phát triển trong nước, vốn nước ngoài, vốn sự nghiệp được phân bổ cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương để thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 và phải tuân thủ theo quy định của luật đầu tư công, luật ngân sách nhà nước và các văn bản pháp luật có liên quan. Ưu tiên hỗ trợ các xã, các huyện chưa đạt chuẩn nông thôn mới, nhất là các xã an toàn khu, xã đạt dưới 15 tiêu chí, không bao gồm các xã đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi thuộc địa bàn đầu tư của chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Giai đoạn 1 thực hiện từ năm 2021 đến năm 2025. Các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo, các huyện nghèo thuộc địa bàn đầu tư của chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. Hỗ trợ các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới, tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới đã đạt chuẩn, nhưng mức đạt chuẩn của một số chỉ tiêu còn chưa cao để nâng cao chất lượng các tiêu chí và bảo đảm bền vững. Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động cân đối nguồn vốn ngân sách địa phương và huy động các nguồn lực hợp pháp để thực hiện mục tiêu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu. Ngân sách Trung ương hỗ trợ ngân sách địa phương thực hiện chương trình theo nguyên tắc A. Năm 2021 tiếp tục thực hiện cơ chế hỗ trợ như giai đoạn 2016-2020. B. Giai đoạn 2022-2025, ngân sách Trung ương không hỗ trợ các địa phương có điều tiết về ngân sách Trung ương. Ngân sách Trung ương chỉ hỗ trợ các địa phương nhận bổ sung cân đối từ ngân sách Trung ương và tỉnh Quảng Nam, tỉnh Quảng Ngãi, trong đó ưu tiên hỗ trợ các địa phương miền núi, Tây Nguyên, các địa phương còn lại nhận bổ sung cân đối từ ngân sách Trung ương từ 60% trở lên.